Chín chú kangaroo con được điều trị ở vườn thú Adelaide vì bị bỏng. Các bác sĩ thú y ở vườn thú Adelaide hiện đang điều trị cho 9 chú chuột túi con bị bỏng trong một trận cháy rừng hồi tuần trước. Phần lớn những chú chuột núi nói trên đều chưa đủ 6 tháng tuổi và đã được đưa đến vườn thú từ hôm 8 tháng 1 sau khi được điều trị sơ bộ ở Trung tâm Quản lý Thú y Khẩn cấp Úc. Bác sĩ David McLellan và nhóm của ông hiện đang phải chăm sóc và thay băng 2 lần một ngày cho những con vật kể trên. Theo McLellan cho biết, toàn bộ số chuột túi này đều bị bỏng ở bàn chân, trong đó có một hoặc hai con bị bỏng ở tai, mắt và đuôi. Các bác sĩ hiện đang trông đợi vào khả năng tự điều trị vết thương của chuột túi. Tuy nhiên, họ phải quan tâm chăm sóc để hỗ trợ dinh dưỡng và glucose mà chúng mất đi khi bị bỏng. Theo vườn thú Adelaide cho biết, thì những con chuột túi này sẽ được thả lại về tự nhiên sau khi hoàn tất quá trình điều trị. Theo ước tính thì đã có đến hàng trăm lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại Adelaide Hills sau khi ngọn lửa lan ra hơn 12.000 hecta bên ngoài thành phố Adelaide và phá hủy ít nhất là 26 ngôi nhà.